Alexei Buryev, 21, cựu cầu thủ đội tuyển Nga tại Euro 2004, đang đối diện với án chung thân sau khi bị cảnh sát phát hiện cầm 0,5 kg ma túy trong túi áo nghỉ của anh vào đêm 29 tháng 10. Cựu cầu thủ đã thú nhận việc vận chuyển ma túy và cho biết phải làm như vậy để trang trải chi phí sinh hoạt hàng ngày. Alexei Buryev từng là tài năng triển vọng trong bóng đá Nga nhưng bị sa sút do vấn đề rượu chè. Đội bóng của anh, Torpedo Moscow, từng dẫn đầu bảng xếp hạng nhưng sau đó tụt dốc và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5. Alexei Buryev từng được kỳ vọng là ngôi sao của bóng đá Nga khi anh dẫn dắt đội bóng Torpedo Moscow đến vị trí đầu bảng. Tuy nhiên, cuộc sụt sùi của anh bắt đầu khi anh bắt đầu gặp vấn đề về rượu chè và hiệu suất thi đấu của anh bị ảnh hưởng. Đội bóng Torpedo Moscow cuối cùng không thể duy trì vị trí đầu bảng và kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 5. Cuộc hậu quả nghiêm trọng nhất của cuộc đời Buryev là việc anh buộc phải vận chuyển ma túy để kiếm tiền, dẫn đến việc bị bắt giữ và đối mặt với án chung thân. Cuộc sống của một tài năng triển vọng trong bóng đá đã đi vào bóng tối vì không kiểm soát được cảm xúc và sự sụt sùi do vấn đề rượu chè.